Nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng này của chúng chị tổ chức tiệc cưới tại nhà hàng Nho Quà Một ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng chị. Chào sớm. Chào số người mang số trước. Rồi. Hai anh em đi chung xe hả? Thank you.
em qua đây lúc cũng 4 giờ đó. Anh em mới tới luôn hả? Dạ. Trời ơi gớm. Yeah.